Mở cửa. Ai vậy? Cảnh sát đây. Chúng tôi cần nói chuyện với anh. Các anh có mấy người? 2 người. Thế thì tự nói chuyện với nhau đi. Giờ thì em hay can đảm để mời ba lên trường, vì dám chép phao bài thi, dù điều này làm em đau, nhưng mình lỡ ngu rồi. Về kêu ba vào đây gấp gặp cô ngay bây giờ. Giờ thì anh hay can đảm để nhìn con anh kìa, bài vở em không học đâu, dù điều này làm anh quê. Mong là anh đi về, đừng là em. Làm sao để hết nghèo bây giờ ta? Dễ mà, hãy vào lên. Ủa, rồi làm sao để vào thì mày không nói? Dễ mà, đừng nghèo nữa là được. Đừng nghèo nữa là được. Về đây ông đặt đầu mày nè, đừng nói mày giặt tới mày, mày gớt cục cất gì ở trong nhà này cho tôi kêu công an bắt mày nè, mày thằng chó đẻ. Má mày nha, mày báo nha, chó đẻ. Mày đi ra khỏi nhà ông cắt hộ khẩu rồi. Nè, cậu hãy uống nước có ra như vậy không tốt đâu. Không sao. Chờ chút đi, để tôi pha trà mận cho ha. Dạ. Chị ơi, em ăn hết miếng này luôn nha. Em ăn đi. Em ăn đi. Oh my god. Người đàn ông có thịt một con bò lớn, đốt một đống lửa lớn để chuẩn bị nướng thịt và nói với con trai của mình: "Con trai, con hãy gọi những người họ hàng, bạn bè và hàng xóm thân thiết đến để cùng ăn nhé." Người con trai bước lên đỉnh đồi và hét toáng lên: "Nhà tôi bị cháy, xin hãy giúp chúng tôi dập lửa với." Một lúc sau, chỉ có rất ít người hớt hải chạy tới ngọn đồi của gia đình anh ta. Những người đã đến được mời ăn uống đến tận khuya. Mọi người về hết, người cha sững sờ quay sang hỏi anh con trai: "Người thân, bạn bè, hàng xóm thân thiết của chúng ta ở đâu? Sao không thấy? Tại sao những người đã tới là những người mà cha hầu như ít gặp họ, ít nói chuyện với họ? Tại sao vậy?" Anh con trai nói: "Đây là những người sẵn sàng ra khỏi nhà của họ chạy tới để cứu giúp chúng ta dập lửa cho ngôi nhà bị cháy. Chứ họ không phải tới đây vì bữa tiệc thịt nướng đâu cha. Họ là những người xứng đáng với sự rộng lượng và hiếu khách của chúng ta. Vì vậy, những ai quay lưng lúc bạn gặp khó khăn thì không nên ngồi cùng mâm ăn uống trong bữa tiệc chiến thắng của bạn.